Chào Nam cô thủ, sáng hôm nay em giới thiệu đến cho Nam cô thủ cái lục cô gái inox nguyên cái trụ móc ti đồng giá 1 triệu bao ship như hình nha Nam. Em báo giá là chất liệu giá cả như hình, tức là gồm có lá cống đầy đủ như hình, còn cái áo lục dây đeo là 100 ngàn nữa, tức là cái lục với cái áo là 1 triệu mốt bao ship. Thì em sẽ nói rõ về chất liệu của cái lục inox này, tức là toàn bộ cái lòng bằng inox trụ móc ti đồng, khung lục inox, nan inox, inox nguyên cái, trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu bao ship nha anh em. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874. Hình thức ship hàng bên em là gửi hàng toàn quốc, nhận hàng thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Thì bằng hình thức gửi hàng nào thì anh em cũng nhận hàng trước rồi mới thanh toán lọc tiền cho bên em. Thì cảm ơn anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube tôi đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc.